thứ năm tuần 27 thường niên. Lời Chúa: Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. Luca chương 11 câu 9. Hiến luật điều 22 triệt 1. Mẹ hoàn toàn tin tưởng và phó thác vào Chúa. Mẹ ca ngợi hồng ân và lòng thương xót của Thiên Chúa dành riêng cho những người nghèo khó, là những người công chính sống bằng niềm tin và thấm nhuần tinh thần mối phúc thứ nhất. Suy niệm: Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người biết kiên trì và bám víu vào Thiên Chúa. Sự kiên trì và lòng tin tưởng là hai yếu tố thiết yếu của việc cầu nguyện. Để có được sự kiên trì và lòng tin tưởng vào Thiên Chúa, đòi buộc mỗi người chúng ta thiết lập mối tương quan thân tình với Thiên Chúa. Thiên Chúa là người cha luôn yêu thương và hiểu rõ mọi nhu cầu của con cái Ngài. Ngài hiểu và luôn muốn những điều tốt đẹp cho chúng ta. Tuy nhiên, sự kiên trì trong cầu nguyện không chỉ là để nhận được những điều chúng ta cầu xin, mà còn là để chúng ta được biến đổi. Qua sự kiên trì đó, chúng ta học cách tin tưởng thực sự hơn vào Thiên Chúa và ý thức rằng những gì chúng ta nhận được không phải luôn luôn là những gì chúng ta mong đợi, mà là những gì tốt nhất cho chúng ta theo ý Chúa. Hiến luật nêu lên cho chúng ta một gương mẫu của sự tin tưởng và kiên trì trong cầu nguyện là Đức Maria. Noi gương mẹ, mỗi người con Đức Mẹ vô nhiễm được mời gọi lắng nghe tiếng Chúa, để luôn tin tưởng và kiên trì trong đời sống cầu nguyện của mình. Lạy Chúa Giêsu, xin dạy chúng con biết kiên trì trong cầu nguyện và biết tin tưởng hoàn toàn vào sự quan phòng của Chúa. Xin giúp chúng con hiểu rằng trong mọi sự, Chúa luôn yêu thương và dẫn dắt chúng con theo con đường tốt đẹp nhất. Con Đức Mẹ vô nhiễm vui sống. Chị em quyết tâm lắng nghe Chúa nói, luôn kiên trì và tin tưởng khi gặp những thử thách trái ý trong cuộc sống để nhận ra thành ý Chúa và tình yêu của Ngài dành cho mỗi người chúng ta.